Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến chỉ đạo đối với kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 7 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 2543 về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao, đợt này sẽ xem xét tuyển dụng 816 chỉ tiêu giáo viên mầm non. Trong đó, ưu tiên xem xét tuyển dụng đặc cách theo công văn số 5378 ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ đối với những giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, có năng lực trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Tuy nhiên hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang có tổng số 896 giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách theo công văn số 5378 của Bộ Nội vụ. Trong khi số chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao cho tỉnh tuyển dụng năm 2023 chỉ có 816 chỉ tiêu. Do đó, tỉnh phải lựa chọn một hình thức tuyển dụng cho phù hợp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về kế hoạch, phương án tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023, hình thức, cách thức tuyển dụng, đảm bảo theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ, các quy định của pháp luật hiện hành. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh, đời sống của đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên mầm non hợp đồng nói riêng trên địa bàn tỉnh, mặc dù đã được quan tâm, song vẫn còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như vậy, nhưng đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng hầu hết vẫn yêu nghề, hết mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Do đó, việc quan tâm xem xét tuyển dụng vào biên chế để giáo viên ổn định đời sống, yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục là cần thiết. Hơn 800 giáo viên, người ta ký hợp đồng, có chí là ít nhất là 8 năm, được có mấy triệu bạc một tháng, mà được Bộ Nội vụ, được Ban Bí thư, được Bộ Chính trị cho phép đặc cách. Vì thế cho nên báo chí là chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc này. Chúng ta làm đây vì cái sự nghiệp chung, vì cho người dân, vì cho đội ngũ giáo viên, không sợ trách nhiệm. Về phương thức tuyển dụng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét tuyển dụng đặc cách thông qua xét hồ sơ và các tiêu chí về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, ưu tiên người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, phù hợp với quy định của Trung ương. Chủ trương là tuyển dụng đặc cách toàn bộ 816 chỉ tiêu đối với giáo viên mầm non hợp đồng thuộc đối tượng nêu tại văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ. Đối với số lượng 80 giáo viên còn lại trong tổng số 896 giáo viên thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách, sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách nốt sau khi được Bộ Nội vụ giao bổ sung chỉ tiêu biên chế cho tỉnh vào năm 2024. Về chủ trương là Thường vụ cho ý kiến là xét tuyển 816 mà đã được quyết định của Bộ Nội vụ. Thế còn lại, nếu công chí mà thấy rằng mà hỏi Bộ Nội vụ mà cho phép ứng trước của năm 2024 thì Thường vụ cũng nhất trí cho công chí là xét tuyển đặc cách toàn bộ số giáo viên đó, tức là toàn bộ giáo viên mà đã ký hợp đồng từ 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước sẽ được tuyển dụng theo hình thức đặc cách vào viên chức giáo viên mầm non để cho giáo viên yên tâm, nhưng mà phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát tổng hợp danh sách cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc tuyển dụng đặc cách số giáo viên mầm non hợp đồng thuộc đối tượng nêu tại văn bản 5378 của Bộ Nội vụ, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ giáo viên. Đối với những giáo viên ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở lại đây, phải thực hiện thi tuyển theo đúng các quy định tuyển dụng viên chức hiện hành. Về thông tin phản ánh tiêu cực liên quan đến tuyển dụng viên chức năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng cần kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời công khai rộng rãi, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ, yên tâm.